theo chương trình, sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp lần thứ 22. Chủ tịch Quốc hội và các phó chủ tịch Quốc hội luân phiên điều hành phiên họp. Theo đó, sau phát biểu khai mạc phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về 11 nội dung tại phiên họp. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ năm và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15, cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, báo cáo tài chính nhà nước năm 2021. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở công trình đã có, lập phân bổ dự toán quản lý, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho ý kiến về việc cho phép sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024, cho ý kiến về phương án phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Bên cạnh việc xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 2023, ủy ban thường vụ quốc hội còn xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của đoàn giám sát của quốc hội về việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch covid việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở y tế dự phòng và xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội